thuốc đấy thế là cô uống hết rồi. Dạ. Cô uống hết hết rồi mà khỏi cả đau lưng. Bây giờ hôm ấy có thuốc đấy thì nè, dở mình cũng đau lưng lắm, đau cái ngang cái lưng này, xong nó kéo dài xuống cái chân phải đấy. Thế thì bây giờ chân cũng đỡ mà đau lưng thì không thấy đau nữa rồi. Dạ. Ừ. Mà cô uống hết hai chai luôn hay là cô uống bao lâu mà cô biết có kết quả? Cô uống hết hai chai đấy là dạ. cô thấy khỏi đau lưng. Dạ. Bây giờ làm dở mình bình thường rồi, không đau lưng nữa. Dạ. Hồi nãy cái hôm mà chưa uống thuốc cái dở mình đau lưng lắm. Dạ. Ừ. Thế còn là lá thì hôm ấy thì con gửi cho cô hai phần lá ấy thì cô gửi về quê mới con của cô nó mới tìm được những cái mùi tàu ngoài là mùi tàu đấy. Dạ là bông ngò gai á cô. Ừ đấy, bông ngò gai ở ngoài này gọi là bông mùi tàu. Thì là con cô nó tìm ở quê mới có chứ ở đây không có. Dạ. Thế là cái này ngại cứu nữa, thế là vừa rồi là đợi rượu mới ngâm được từ hôm có nghĩa là đến Tết, tính đến Tết mới được một tháng. Dạ. Thì là, cô lấy uống là vừa đúng không? Dạ đúng rồi, thì về đó là cô uống là vừa rồi. Ừ đấy. Thế mà hồi nãy giờ con ghi âm lại luôn á nha cô. cô là các con của cô là nó chờ rượu cho nên nó mới muộn lại, nó chờ lấy rượu lết. Dạ. Mà cô ơi, cô tên gì, cô ở đâu, cô giới thiệu đi cho khán giả trên con biết luôn được hiểu rõ hơn. Con đang ghi hình, đang quay ghi lại luôn á. Ôi thế là mải nói chẳng giới thiệu địa chỉ. Dạ. Cô thế à, cô ở Thái Bình nhưng mà cô lên cô giúp việc ở trên Hà Nội. Dạ. Hiện giờ là cô đang ở Hà Nội đấy, hôm ấy con gửi về Hà Nội đấy. Dạ dạ. Ừ thế xong là cô nói tiếp là bây giờ là rượu là cô đang ngâm rồi, Tết là cô về cô uống mà cô kể chuyện mà bao nhiêu người hỏi xin cô. Ừ, là bao giờ uống được thì xin một chai hai chai. Dạ đặt hàng trước hả cô? À? Đặt hàng trước cho cô, mốt là cô chiếc cô cho hả? Nhiều người hỏi xin cô lắm. Thế xong là con gái cô nó cái lại đau lưng chứ, nó bảo mẹ ơi bao giờ uống được thì bảo là đến Tết thì mới uống được. Dạ uống thì một tháng nó dạ có 4 ngày thôi nhưng mà nó đau lưng lắm. Dạ. Ừ. Vậy cô nói rõ, cô uống mấy ngày đầu cô thấy làm sao, cô hỏi rõ có bị triệu chứng gì không? Không bị triệu chứng gì. Có nghĩa là từ trước đến giờ là cô không uống được rượu nhé. Dạ. Cô cứ uống nửa cái cốc bắt đầu ấy. Dạ. Thế giờ về sau là nó quen đi rồi thì cô uống lưng, nhưng mà cô uống 3 bữa cơ. Dạ. Ừ 3 bữa một ngày. Thế bây giờ lưng bình thường như không ấy. Dạ. Chân cũng nhẹ nhõm, cái chân còn trước à, tao hết cái lưng bên phải này, xong nó kéo dài xuống cái ống chân bên trái đấy. Dạ. Nguyên cái vế bên phải. Thế là bây giờ thấy chân thì chắc chắn là nay mai cô về uống cái liều đang ngâm nữa là chắc là khỏi cả chân đấy thôi. Dạ. Ừ thế xong là thế này nữa Khánh ạ. Dạ. Hôm vừa rồi cô về quê đấy, cô về Thái Bình đấy. Cô về quê cô có thầy chùa, nhà chùa nó ngay bên cạnh nhà cô mà. Dạ. Thế cô về thấy thầy, hôm ấy là thầy Khánh Thành cổng với lại yểm tượng Quan Âm Bồ Tát. Thế là cô về, cô dạ về 2-3 ngày. Thế là cuối rồi cô thấy thầy đi khổ lắm, cô thầy còn bị nhiều hơn cô cơ. Dạ. Đi lệch hết người đi, xong là nói chuyện thầy, xong là thầy cứ bảo là ai đâu tôi chữa đấy. Dạ. Thầy xin cả lá ngải thật quá vào đầu gối. Dạ. Không đỡ, các loại thuốc rồi chẳng đỡ gì. Thế thầy cứ bảo là thế, làm ơn này xin hộ tôi một phần để về tâm tư uống được không. Thì bảo là thế để con lên Hà Nội đã, thì con gọi
thì là nếu mà được thì con đem về cho thầy, hoặc là Khánh nó gửi về trực tiếp cho thầy, nhưng mà thầy phải đặt rượu lết. Dạ. Thì thầy cứ tha thiết là nhờ cô là xin cho cô thầy một phần độc lá thôi. Dạ. Các loại lá cơ. Thầy kiếm được các loại lá đâu. Dạ, để coi như là cũng một phần hết, một phần thuốc rồi. Ừ, một phần là ba cái loại lá đấy với này nghệ đỏ. Dạ. Cái đường đương quy với đường phèn với này rượu lết ở ngoài này là thầy mua được. Dạ. Đấy, thì là nếu mà thầy không mua thì cô mua cho được. Thế nhưng mà cái lá mùi, cái mùi tàu, cái này ngải kiểu với này nghệ đỏ là thầy không biết làm. Dạ. Không làm cho thầy. Dạ thì gửi về là con sau cho sau dùng hết rồi. Ừ, thì nếu mà bộ thầy nặng bệnh hơn cô nhá. Dạ. Trông thầy đi khổ lắm. Dạ. Đi ghé hết cả người đi. Dạ. Thôi vậy con, mà con nghe tin tức cô mà khỏi bệnh về là con mừng lắm rồi. Ừ, cô mừng quá, mất quá không cho cái thuốc kia mà cái thuốc kia mà ngâm được cái thì là cô uống nữa cho nó khỏi dứt điểm. Dạ. Còn trước cô làm cái này, cái chân ống chân bên phải này nó rút. Dạ. Nó rút xong là đầu gối nắm núc nó đau, thế là do thì thích thương. Dạ. Ừ, tôi thấy bình thường lắm. Thế bảo là để nào được cái thuốc kia thì uống thêm vào. Dạ. Ừ. Ừ. Thôi một lần nữa thì con cũng chúc chúc mừng cô nha, hợp thuốc khỏi bệnh. Ừ. Thế dạ. Thì cô cũng cảm ơn Quân nha. Cảm ơn cả nhà nha. Dạ, dạ. Chúc Quân nhiều sức khỏe, để có sức khỏe để đi làm giúp những nghe hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Cô mới có Zalo độ khoảng nửa năm nay thôi. Dạ. Cô mới có cái điện thoại Zalo nửa năm nay, cô mới mở được, cô mới xem độ nửa năm nay. Dạ, dạ. Ồ, cô thấy cả nhà con Nguyễn rồi, bố mẹ, gia đình yêu quê thích thế, sống hạnh phúc mà có tấm lòng nhân hậu. Dạ, con cảm ơn cô. kể cả bố mẹ cũng thế. Dạ. Thì, ừ, con cháu đồng người ngoan thế. Con dâu cũng vậy. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nhiều nha. Cô có gì cô cũng xem ủng hộ cho tụi con. Rồi, lần nào cô xem cô cũng ủng hộ, cô cũng bấm đăng ký. Dạ. Cô xem những hàng mà đến nhà cô ăn lấy xin thuốc đấy, xong là họ uống họ khỏi, họ lại đến ăn họ bạc để họ mua quà cho nhà cô ấy. Dạ, dạ. Ừ, cũng xem hết. Dạ. Ừ. Rồi con. Mà anh em mở quán ở nhà con để khai trương đấy. Dạ. Xem hết như thế. Dạ rồi con cảm ơn cô nha, cô cũng giữ gìn sức khỏe nha. Ờ. Dạ thôi cô ấy. Dạ cô cũng lo công việc của cô, con cũng xin phép chào cô nha. Ờ. Dạ rồi. Dạ con chào cô. Biết là con bận lắm cho nên là không mấy khi mà gặp được. Dạ cô điện mà con không nghe, con không nghe máy được cũng đừng giận con nha. Cô biết rồi, cô hiểu rồi. Dạ thế cô lúc cô là cô phải tin đấy. Thế dạ. Rồi thì vừa rồi gọi một lần thì vợ con nghe. Dạ. Ừ dạ. Thế dạ thôi, con nhiều công việc thì cô chào nhá. Dạ dạ rồi con chào cô nha. Con nhiều sức khỏe nhé. Dạ con chúc cô cũng sức khỏe luôn. Dạ con chào cô. Ừ. Dạ bye bye chào cô.